Cuối giờ chiều qua ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí giai đoạn 2017-2022. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị An Thi, Phó Chủ tịch, tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến. Qua 5 năm triển khai chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố, công tác truyền thông quảng bá về thành phố Đà Nẵng đã được các cơ quan báo chí thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả. Hình ảnh thành phố Đà Nẵng được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế biết đến, đặc biệt là các nhà đầu tư. Có trên 30.000 tác phẩm báo chí được các cơ quan báo chí hợp tác đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí. Tại hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim biến ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan báo chí trong thời gian qua đồng thời mong muốn thời gian đến các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng thành phố để nâng cao chất lượng các tin bài nhất là tăng cường đổi mới phong phú về thể loại lan tỏa được uy tín kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và hình ảnh của đà nẵng Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố trao bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình hợp tác truyền thông trong giai đoạn 2017-2022.